Thưa quý vị, thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2019. Vừa qua tại sân phụ Long An, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An vừa tổ chức giải bóng đá nữ khối doanh nghiệp tỉnh năm 2019. Nhằm tạo phong trào rèn luyện thể dục thể thao và thắt chặt hơn nữa sự gắn bó, tình đoàn kết giữa các tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh niên trong khối, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đoàn hội và phong trào thanh niên, phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An. Với sự tham gia của hơn 60 vận động viên là các bạn đoàn viên thanh niên nữ, đến từ 5 cụm thi đua trực thuộc trong khối, giải đã diễn ra rất sôi nổi và không kém phần hấp dẫn dưới hình thức đá loại trực tiếp. Qua 36 trận ở vòng loại và 9 trận ở bán kết và chung kết, kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho cụm thi đua số 2, giải nhì thuộc về cụm doanh nghiệp, đồng giải ba thuộc về các cụm thi đua số 5 và Bệnh viện Đa khoa Long An. Giải bóng đá thường niên của đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An có sức quy tụ, tập hợp đoàn viên thanh niên, thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của phong trào thể dục thể thao trong đoàn khối, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và là cơ hội để đoàn viên thanh niên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe để phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao tại các cơ quan đơn vị, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng, phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.